Người nha, thì hôm nay mình sẽ bay ra đảo cùng với cái tem lầy của mình. Ok, tem lầy đang bay ở sau. Thế bọn mình đâu có mỗi ba người thôi à? Ừ, thì ba người thôi. Bốn. Đáp xuống Em rồi có gặp nha. anh đâu, em có gặp anh đâu đó. Con trai nha, con Ủa? trai đáp đáp xuống đó tầng nào. Ủa, Đây là chỗ. cái đứa nào không mặc đồ vậy? Ai nữa? Ai Em vậy? hả? Em hả Trân? Em hả Như? Em đang đứng giữa cái chỗ luôn nè. Đứng ở đâu Có em? ai không? Kìa, ai chờ ở nhà nè? Rồi ai đây, ai đây, ai đây? Ai đây, Đâu? ai đây tự nhiên đâm tôi? Em chào chứ sao? Phải này, đóng lên đây. Thằng nó khác cái nơi để mặc đồ đúng không? Đồ thằng khác cái nơi. Ủa, nó không mặc đồ là thằng Thằng khác nào đúng anh? không? Lên đây, lên Anh đây, lên đây, lên đây đấm anh. Đây, 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 xuống đây, đây, Chỗ nào anh? Không mặc Chỗ đồ. nào anh? Không mặc đồ nè. Đâu? Đó, đúng không? Lên đây, đúng Em rồi, này. lên đây, đúng rồi, đấm nó. Đâm chỗ nào em? Ê. Đấm nó, đúng rồi, đấm. Đi nó. Người khác đó không phải người mình đâu. Không quen, không quen. Người khác Không đó, quen, người khác đó không không phải quen. mình Đậu đâu. xanh đó, dí nó kìa quý. Subin, nó là Subin. Nó chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Ê, ê, thằng nào bắn? Anh cắn ra, em lấy súng với bắn xích vàng. Em vô lấy súng đi, anh đang đi theo nó nè. Rồi nó bơi rồi, nó bơi rồi. Thằng Subin nó. Subin. Nó là người khác đó. Nó chạy vô em. Khoan. Đâu? Cái người mà. Em có súng rồi. Rồi rồi đây nè, nó đang chạy nè. Nó bắn. Subin nó thằng Subin không. Ôi trời. Subin trời ơi. Em tự làm chiếu. Em bỏ đi em ơi, bỏ đi. Mày đứng im mày, em. Rồi, đứng im, đứng im, đừng bắn nó nha. Mau cho nó máu đi. Rồi. Thằng Subin này nó là cái thằng nào ấy, nó không phải là người rồi đó, lấy máu chưa? Bắt bắt nó làm con tin, đi theo, kêu nó đi theo, đi theo tao, đi theo mày, danh là tụi bắn đít này à, đi theo rồi đi đó, nó đi rồi, bị thằng Subin giết rồi anh ơi, bị thằng trên đảo giết rồi. Phải biết rồi, rồi kêu nó chui vô, chui vô nhà gỗ, kêu nó đứng đó. Không, nhà đó. Ơi ơi ơi. Cầu sát gân anh ơi. Giục súng ra, kêu nó giục súng ra. Giục súng ra. À, nó giục rồi, nó giục rồi em ơi. Nó lấy cái gì nữa? Lấy cái gì? Đưa đây. Đưa đây, ơi. Thằng kia. Đưa, cởi đồ ra. Đậu xanh máu, nữa. Cho nó máu đi, cho nó máu đi. Cho nó máu đi. Đó, rồi. Dục súng ra, dục áo giáp ra. Đó. Áo nữa, ơi. Cái áo đâu? Đậu phòng mày. Cái áo đâu, đưa ra đây. Đó. Thằng Subin bị giết rồi. Cái nón nữa. Đưa cái nón đây. Đưa cái nón đây. Thằng kia. Đưa cái nón ra đây. Rồi đi. Đi xuống. Đi xuống đây. Vô. Đi xuống đây. Đây. Mình bị chết rồi, mình đi ra ngoài đi. Đi xuống đây. Đi. Để xem hồi nó có bị giết không. Rồi, dẫn nó đi. Thằng này nó bơi vào bờ rồi. Đây, đây vô. Cho nó ăn nấm nè. Ăn nấm đi. Rồi, đi vô bờ. Bơi vô đây. Ủa, anh sang đang ở chỗ nào vậy? Anh đang ở ngoài đảo, anh đang bắt góc một thằng con tin nè. Ủa, anh ở ngoài đảo hả? Ừ. Đảo nhỏ đúng không anh? Ừ. Ôi vậy là em với anh khác phòng rồi. Ôi vậy hả? Mình bị thằng Subin nó bắn chết. Bơi vô. Thôi khác là gì vậy?
Quý ơi canh chừng nó coi nó chạy á nha. Này bố láo lắm. Điên. Đậu xanh nó bơi đâu rồi? Vậy mà cứ tưởng cục phòng hết sang. Ok. Thằng này. Thằng này giờ làm sao để nói được với nó ta ơi? Ký hiệu hả? Tín hiệu cầm nhảy lên ngồi xuống. À nhảy lên ngồi xuống hả? Bắn vào đầu nó duyên là nó sợ à. Đi thôi. Quý đâu rồi? Em Quý đâu rồi? Em đây. Từ từ em. Đây. Hình như nó chạy kìa. Không được rồi. Tới lấy thính cho tao. Đây. Tới lấy thính. Đậu xanh thằng này. Dắt nó đi tới đâu rồi anh? Anh đang dắt nó đi lấy thính nè. Cho nó lấy thính luôn à. Chí nào ta? Này xem, à, anh Sang ơi xem đây có phải là ông Chí không? Chí ấy mà. Chị ở đầu phòng nó ra tín hiệu gì kìa. À có thằng khác rồi, khác rồi. À đang qua. Từ từ còn thằng này thì sao? Để đi. Anh nè nghe con cây anh nè. Ok. Ép phe nó nha. Rồi chết rồi này. Ok, xe em ơi. Chết rồi anh. Ở đây, ơi chị chúc mặt con người chị ơi. Nãy bleu là nãy bleu cái nhà, nãy bleu là nó trên nè. Đâu rồi. Chị ơi, đây nè. Nó còn hai kìa. Đâu rồi nó chạy đâu rồi? Ôi, anh thấy rồi. Ok. Ê thằng kia. Đầu phóng. Nó chạy rồi hả? Ok. Rồi. Hay quá. Nó thành phe của mình rồi đó em ơi. Ok. Kìa, hai dragon kìa. Ê. Ủa? Bị giết rồi. Gặp một bích tí rồi. Nào. Nào. Đưa đây. Ok. Hay quá. Em có K98 anh ơi. Ờ lấy đi. Em có súng rồi, K98 nòng 3 rồi máu rồi. Nè, lên đây. Ok. Cái này anh thấy chưa? Anh đi lùm cái núm nè. Ông Chí nè, Chí ơi, ông Chí ơi nè. trên này cho nó bò vô. Đâu rồi. Ơi. Em
Em đang đứng đâu vậy? Em sau lưng anh nè. Ok ok. Muốn biết ở đâu bắn lên phát là biết ở đâu á. À, em tiểu đầu anh cái anh biết em đâu à. Kia lên ơi. Thằng kia lên. Thằng kia. Đó rồi. Nó đâu rồi? Bò bò kìa. Cái đánh mày chậm nhé. Chậm như con bò. À, tao chắc cho nó một chảo quá. Nhanh lên. Bò kìa. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh. Máu kìa, máu kìa. Thêm nó hồi nữa em phay anh ơi. Ê, ê, nó chạy chậm hơn anh kìa. Ặc mới gì mà. Thằng này chắc ặc mới ha. Cái nào xe nó tông mình ông ta. Ờ. Yên tăng nhái được em để em nói em tăng cho em. Ok, ok chứ chơi được mấy được rồi. Ok. Em có khi nào tới cuối trận thì có xe. Không thấy mình, không thấy mình. Cuối trận xong một luôn anh ơi. Chạy luôn đi. Bắn nghe rồi nha. Đừng cho nó. Nó mình lại nha. Nếp đang quen nha. Bị thông cuốn được rồi đó. Ok. Thôi cái này rồi. Thôi cái này cũng rồi, cái này cũng rồi. Ok, anh vô luôn nè. Ok, xong. Ai hồn vậy?